cắt hết con nhỉ? Vâng ạ, cho nó mát. Mới hóa trị có 2 lần mà tóc con rụng nhiều quá. Chắc một phần là do con dùng dầu gội không hợp ạ. Bố cứ cắt hết đi. Đằng nào sang tuần con cũng phẫu thuật, đỡ phải gội đầu. Yên, bố cắt cho xong, các em đang đợi đây. Con muốn đẩy bóng ngựa giống như là Roberto Baggio cơ, bố nhìn đây này. Tôi cái gì? Ngồi yên, bố cắt vào tai là không nghe thấy gì đâu đấy. Ôi giời, chấp cái ông đá penalty trượt. Phải là Zoom Mario cơ. Baggio! Zoom Mario! Baggio! Zoom Mario! Thôi! Đừng cãi nhau nữa. Đúng rồi, danh đúng. Có sức. Bắn đèn số 1 thì công vô địch. Yo Mario. Thôi. Sắp xong rồi bố, con ngứa quá. Được rồi. Ôi, con nhờ tí đã, từ. Con xong chưa? Con đến lượt của con. Cái gì? Đợi trên kia mãi chưa đây đến lượt. Đây là đặc quyền của riêng anh. Không có chuyện bố đừng cắt cho 2 thằng này nhá. Không. Tuổi gì, và vân. Được rồi. Ngầu quá nhờ. Làm sai không? Ô. Từ. Cái góc này nhá, nhìn rất giống cái ông diễn viên gì nhở, đóng cái phim gì bụi đời, đúng không? Đợt nó có trailer, tao định chờ ra đấy, đợt xem cuối cùng nó có chiếu đâu. Bố giữ nguyên là này nhá. Từ giống chưa, giống luôn, khá giống luôn anh ơi. Đề nghị anh phát biểu à, thấy chưa? Thôi. Anh phát biểu cảm nghĩ của mình ngay lúc này. Anh đang cảm thấy rất là mát và nhẹ hết cả đầu. Đấy. Ui, bác cơ đẹp trai ấy, trông giống Piccolo ấy. Chuyện bác công hả? Đẹp trai không con? Có ạ. Đẹp trai không? Có. Phát biểu lại thế nào? Ui, đừng ăn chung mặt anh đẹp trai luôn nói. Ôi mẹ ơi, mẹ, ra gọi bà đi gọi. Chị ơi. Rồi, đấy, gọi cả nhà ra chứng kiến giây phút lịch sử này. Bà vào đi bà. Giây phút mà vâng, dưới bàn tay tài hoa của bố. Bác công nhìn khác nhưng mà rất là chất ạ. Ngầu chưa? Mẹ. Được không? Đẹp trai không mẹ? Ngầu chưa? Thôi đây, nhà mình làm kiểu ảnh kỷ niệm nhỉ? Thôi tí nữa. Sao? Tí nữa chụp sau. Không, chụp luôn, không. Tí nữa chụp tiếp, bây giờ chụp cái này mới hay. Chụp ảnh đi. Chụp ảnh để con. Đây. Không, chụp luôn bây giờ mới hay. Tí nữa chụp tiếp. Chụp ảnh cho đẹp. Long ngồi đây con. Con ngồi với ba đi. Bố ngồi đây. Xem nào. 2, 3. Rồi ạ. Đẹp luôn chứ không? Thêm kiểu nữa đây để con đặt máy. Đặt máy ở đây. Bố, mọi người từ từ nhá, bố từ từ nhá.